người ạ. Hôm nay con sẽ nói về chủ đề ngữ pháp thứ nhất là danh từ. Danh từ là những từ chỉ sự vật, giống như là con người, ví dụ a girl, a boy, đồ vật, a bed, a bag, a tree, nơi trốn, Hà Nội, Quan Thánh. Còn danh từ được chia ra hai loại: danh từ đến được và danh từ không đến được. Danh từ không đến được không dùng ơ hoặc ân trước danh từ không đến được, có thể dùng some hoặc any trước danh từ không đến được. Some water, some milk, any beer. Có một số danh từ không đến được chúng ta cần phải học thuộc, giống như water, hair, rice, milk, beer, meat, fruit, tea, bread, money, time, butter, seafood, rain và rất nhiều cái khác nữa. Danh từ đến được là số ít, mình dùng ơ hoặc ân, mình dùng ơ trước trước một từ mà bắt đầu bằng phụ âm, mình dùng ân trước từ mà bắt đầu bằng nguyên âm, giống như là a e i o e. Có một số trường hợp đặc biệt là an hour, mình dùng ân bởi vì chữ hồ này là âm câm, cho nên mình sẽ phát âm đầu tiên là o, cho nên mình đọc là an hour. A unicorn và a unicorn và a unicorn thì đều giống nhau hết. A university thì chữ u này mình phát âm là u chứ không phải là ơ, cho nên mình dùng ơ, và hai điều này cũng tương tự như thế. Và danh từ đến được có nhiều, mình sẽ cho thêm s hoặc es tận cùng là ch, x, s, h, s, 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 o, z. Thì thêm es ngoại trừ radios, videos, photos, pianos, tận cùng một phụ âm cộng với cả y, chuyển y thành I, E, S. Và tận cùng là một nguyên âm cộng Y dài thì thêm S. Tận cùng là S và S, E. Bỏ S hoặc S, E đi rồi thay bằng V, E, S. Danh từ bất quy tắc giống như là a fish chuyển sang số nhiều là fish, a deer thì chuyển là deer, a sheep thì chuyển thành sheep, a woman thì chuyển thành woman, a man thì chuyển thành a man, thì chuyển thành man, a policeman thì mình sẽ chuyển thành policeman, a goose thì chuyển thành a geese, thì chuyển thành geese, a tooth thì chuyển thành teeth, a foot thì chuyển thành feet, a mouse thì chuyển thành mouse, a laugh thì chuyển thành laugh, a child thì chuyển thành children, a person thì chuyển thành people. Chuyển thành gì? People. Còn lại những danh từ mà không thuộc
những cái quy tắc ở đây thì mình chỉ việc cho thêm S thôi. Con vừa nói xong tất cả các danh từ đây và con cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Con mong mọi người sẽ thích video này. Con chào mọi người.